vào lại nha. Chào mẹ. Chào Trang Đài, chào Thu Trang. Ôi hôm nay mẹ cũng lên xem nữa hả? Động lực thế mẹ. Xin chào tất cả mọi người. Chào Dương Phương Anh. À, cảm ơn chị Nguyễn Cúc hạnh phúc. Chào chị Hương, cảm ơn chị Hương. Bắn chim Trang Đài. Chào nhẹ tên. Mẹ cũng muốn tìm hiểu đại bàng nữa hả mẹ? Áo hồng không nổi đâu Trang ơi, muốn nổi là phải mặc áo đỏ cơ. Hoặc là mặc áo cam ấy mới rất là nổi. Nhỉ? Cảm ơn chị Hương, bắn chim bắn chim. Chào chị Phượng Trương. Chào chị Lê Nhung. À, ở đâu mà cây xanh tươi mát quá hả? Ở viện mẹ, đang ở viện nghiên cứu sinh chắc vân tay. Đây. Chào chị Tâm An. Xin chào tất cả mọi người. Chào chị Thu Hiền. Chúng ta sẽ chờ một xíu để buổi sáng mọi người có thể dành thời gian mọi người vào xem đông đủ hơn mà. Thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay mọi người nhé. Sáng còn thấy chị nhảy TikTok hả? Trời. Cái đó là để cân bằng não trái não phải em ơi, mình phải có những cái hoạt động não phải não trái để cho nó cân bằng chứ không xài não trái nhiều quá dễ stress lắm. Nhỉ? Thì để không làm mất thời gian của mọi người nữa thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của livestream ngày hôm nay luôn. Như mọi người được biết thì hôm nay Trang sẽ chia sẻ trong chương trình gặp gỡ chuyên gia này là chủ đề về chủng vân tay đại bàng đúng không ạ? Và tôi tên là Lê Thị Tú Trang, là hiện tại đang là nhà huấn luyện sinh trắc vân tay của Viện Nghiên cứu Sinh trắc vân tay IODIA. Thì chủ đề tháng 5 là một chủng vân tay mà khi nhắc đến sự hào nhoáng mà và với khí chất mà nó mang lại thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là ngưỡng mộ đúng không ạ? Và cũng sẽ thấy có một chút gì đó hơi lo sợ bởi cái quyền lực mà chủng vân tay đó toát ra. Và có lẽ là Trang vân tay đại bàng hơi nhiều cho nên là những bạn mà làm cùng với Trang thì bản thân cũng sẽ cảm thấy mơ hồ một cái hơi lo sợ bởi sự quyền lực mà từ Trang toát ra. Thì và chắc chắn á, để mà làm được điều này thì chỉ có chủng đại bàng mới có thể thể hiện được màu sắc này mà thôi. Và với những ai đã và đang làm về sinh trắc vân tay thì từng nghe về các loại vân tay, tất cả 34 chủng vân tay thì cũng đã nghe mọi người phân tích khá là nhiều về đại bàng là thông minh, nhanh trí, lanh lẹ, chủ động, quyết đoán, mục tiêu.
những từ mà khi nói ra mình nghe thấy đây là một con người rất là cá tính đúng không ạ? Cực kỳ cá tính. Trời, không đáng sợ đâu Trang ơi. Và chắc hẳn là cũng sẽ có rất nhiều người thầm ước ao là ước gì mình cũng có vân tay đại bàng, phải không ạ? Và hôm nay trong chương trình gặp gỡ chuyên gia này thì Trang sẽ mang đến cho các bạn một góc nhìn rất là mới, một góc nhìn mà từ trước đến giờ có lẽ là chưa có bất kỳ ai sẽ nói với các bạn đâu. Và mọi người đã sẵn sàng để nghe chưa ạ? Chúng ta sẽ comment sẵn sàng nha. À mà thôi, cú pháp bất hủ đi, comment sơ sơ để chúng ta cùng lắng nghe kiến thức về chủng vân tay đại bàng ngày hôm nay nhé. Chào chị Huế. Nào mọi người cùng comment sơ sơ. Ôi Giang nhanh thế. Chị Hoàng Anh sơ sơ. Trang ơi, Trang có đại bàng phải không Trang? Trang ghe rất là nhanh luôn ý. Nếu ví cuộc sống như là một bản hòa tấu thì vân tay đại bàng chính là những nốt nhạc mà thăng hoa, cao trào, đỉnh điểm ở phía trên này đúng không ạ? Bởi vì vân tay đại bàng sinh ra là để mang trong mình một màu áo của sự phong trần, của sương gió, của những bài học trải nghiệm. Và chính vì thế, Viện Nghiên cứu Sinh trắc Vân Tay cũng đã đặt cho đại bàng một cái tên để trừu tượng hóa hơn được mọi vẻ đẹp mà chủng vân tay đại bàng sở hữu. Đó là Thượng Phong Vân Tay. Hôm nay chúng ta sẽ gọi chủng này là Thượng Phong Vân Tay mọi người nhé. Và để mà làm rõ hơn về chữ Thượng Phong thì nói đến Thượng Phong chắc hẳn là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một hình ảnh đầy quyền lực và thể hiện rõ tâm thế của mình là trên một người mà trên vạn người mà chỉ dưới một người thôi. Đúng không ạ? Như vậy thì đối với chữ Thượng Phong á, trong từ điển Hán Việt thì mình sẽ cắt nghĩa chữ Thượng trước. Đối với chữ Thượng thì nghĩa là ở trên. Và thứ nhất là nói đến tiếp người sinh ra là đã ở trên cao và xuất phát điểm của họ là đã ở vị thế rất cao. Thứ hai thì đây là hiện thân của một con người luôn luôn đi tới chứ không phải là đi lui. Như vậy thì mới là Thượng Phong, đúng không ạ? Và thứ ba là hiện thân của sự hành động, hy sinh, phụng sự và phục vụ. Như vậy đối với chữ Thượng, khi mình cắt nghĩa ở trong từ điển sẽ cho ra rất nhiều dạng hình ảnh và ngôn từ khác nhau, cũng chỉ nói đến một điều là đối với bản thân đại bàng, sinh ra phải có sự thực chiến thì mới thực sự thành công. Đúng không ạ? Và như vậy rõ ràng là con người chúng ta đang sống rất là cần thuận theo là thiên thời và địa lợi. Tùy theo tình thế, cuộc sống đang cần gì thì chúng ta sẽ phát triển và phát sinh cái đó theo cái thời cuộc mà đang có. Ví dụ như trong những tháng gần đầu năm đi thì có phải là dịch Covid xuất hiện thì tất cả mọi người chuyển sang làm việc online vì thời cuộc đang cần, vì thời cuộc đang có sự thay đổi. Đúng không ạ? Như vậy thì đối với Thượng Phong Vân Tay, một trong những giá trị cần thiết và quan trọng nhất trong đời của Thượng Phong là chuyển mình theo thời cuộc. Chuyển mình theo thời cuộc mọi người nhá. Mình có thể comment cụm từ này để mình nhớ. Cụm từ rất là đặc sản của Thượng Phong luôn là chuyển mình theo thời cuộc. Chúng ta có thể comment chuyển mình theo thời cuộc là một giá trị rất quan trọng trong cuộc đời của Thượng Phong Vân Tay. Chính xác, cảm ơn Giang. Rồi, cảm ơn mọi người. Nếu mà sinh ra trong thời chiến, trong thời chiến tranh thì chúng ta sẽ thấy đây chính là những anh hùng quả cảm, những con người sẵn sàng hy sinh, những con người sẵn sàng ra chiến trường để chiến đấu, để hy sinh, để phụng sự cho một cái gì đó gọi là sứ mệnh và ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy những người tướng quân, những người cầm binh lãnh đạo, những con người đứng lên hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sứ mệnh và bảo vệ tầm nhìn của mình, đúng không ạ? Đó là những cái thời cuộc mà xã hội và nhà nước sẽ cần những con người mà có cái sự đứng lên đó, giữ gìn và đấu tranh cho đất nước. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy những chiến binh rất là dũng mãnh có mặt và ra đời. Đó chính là Thượng Phong Vân Tay. Ôm bom cảm tử, đúng không ạ? Như vậy thì hiện tại
có phải là thời chiến không ạ? Như vậy xã hội hiện tại của chúng ta có phải là thời chiến không ạ? Thì liệu các chiến binh có còn cần thiết nữa hay không? Và khi mình sinh ra là chiến binh mà mình lại lớn lên ở trong thời bình, thì thượng phong vân tay sẽ cần sống và thể hiện mình như thế nào ạ? Đúng không ạ? Đó là một câu hỏi rất trăn trở đối với thượng phong vân tay. Tôi sinh ra mang theo dòng máu của chiến binh, mang theo sứ mệnh trong mình là chiến đấu vì sứ mệnh, vì sứ mệnh và tầm nhìn lớn lao, vì phụng sự cho xã hội, mà bây giờ không có chiến tranh, một thời đại rất là bình lặng, thì chiến binh như tôi để làm gì trong đời? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đi đến câu hỏi đầu tiên. Đến câu hỏi đầu tiên mà thượng phong cần trả lời được là xác định được mình là ai. Mình là ai? Thượng phong vân tay trong thời bình thì mình là ai? Đúng không ạ? Rõ ràng mình là chiến binh thì mình cần phải được thực chiến qua trải nghiệm. Cảm ơn chị Nguyễn Bảo. Như vậy thì khi nào thì người ta sẽ gọi chúng ta là chiến binh ạ? Khi nào người ta sẽ gọi những con đại bàng này là chiến binh ạ? Mọi người có thể comment câu trả lời nhé. Khi nào thì người ta sẽ gọi chúng ta là chiến binh? Ở trong vai trò nào ạ? Sẵn sàng phụng sự. Có phải là trong chiến tranh không ạ? Trong chiến tranh đúng không ạ? Thì người ta mới gọi mình là chiến binh. Đúng không ạ? Và như vậy thì giá trị khi chúng ta sẵn sàng đương đầu với thử thách, đang nói về thời cuộc nha nhá, thì rõ ràng là khi chúng ta chiến đấu thì mới gọi là chiến binh. Thì đối với giá trị thuần khiết của chiến binh, chính là tự lập là cái điều kiện giá trị thuần khiết đầu tiên của chiến binh. Vì không ai có thể bắt một chiến binh chịu khổ nếu chiến binh không muốn, và không ai có thể bắt được chiến binh lao động nếu chiến binh không muốn lao động. Đúng không ạ? Bao nhiêu bố mẹ đại bàng ngồi ở đây than phiền là tôi nói mà con tôi không nghe lời. Đúng không ạ? Chúng ta có một chiến binh nhỏ ở trong nhà, thì chiến binh nhỏ đó rõ ràng là có sự tự lập. Chúng ta không thể ép, chúng ta không thể đẩy, chúng ta không thể nào tác động được đến chiến binh đại bàng nhỏ trong nhà của mình. Đúng không ạ? Và mình sinh ra là chiến binh thì những gì mà tôi tạo ra được giá trị thì tôi làm, không phải là do bố mẹ tạo ra, không phải là do vợ chồng chúng ta tạo ra. Và sự tự lập của thượng phong và hành vi của thượng phong phải là do chính người đó tạo nên. Các yếu tố mà ngoại vi gây nhiễu có thể tác động được đến thượng phong là rất ít, vì tôi là chiến binh mà. Có thể ví dụ từ cuộc đời của Trang đi, thì Trang đang làm ngân hàng, Trang đang làm một vị trí cũng khá là ok, cũng có nhân viên ở dưới, xong rồi con chiến binh đại bàng mẹ này cảm thấy là thời điểm đó mình nên dành thời gian để mình nuôi con, và ngay lập tức ngay sau đó là Trang ra quyết định nghỉ ở nhà nuôi con. Và những yếu tố ngoại vi gây nhiễu như là có thể là bố mẹ không ủng hộ, có thể là về tiền bạc chẳng hạn, về tài chính chẳng hạn. Nếu mình nghĩ thì công việc của mình nghĩ rất là ổn, bao nhiêu người ta, bạn bè cũng có thể khuyên là trời ơi cái công việc đó bao nhiêu người mơ ước, vị trí đó, rồi tiền lương như thế, tại sao có thể nghỉ. Nhưng rõ ràng mình là chiến binh thì cái việc tự lập và hành vi của mình nó đến từ mình. Và khi mà mình nghĩ thì cái việc giá trị nuôi con là do mình làm. Nên rõ ràng cái giá trị thuần khiết nhất của chiến binh là tự lập. Và những hành vi của thượng phong là do chính người đó tạo ra. Tôi làm những việc mà tôi tạo ra giá trị thì tôi làm. Thế thôi, như vậy mới là chiến binh, mới là thượng phong, mới là ở trên vạn người và dưới một người. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ xác định được, trả lời câu hỏi thượng phong mình là ai, thì câu trả lời là mình là chiến binh. Mình là chiến binh và giá trị của chiến binh là tự lập và hành vi. Đúng không ạ? Mọi người có thể comment xuống chiến binh, tự lập và hành vi. Những gì có giá trị thì tôi làm.
tôi tạo ra giá trị đấy thì tôi đi làm, thì tôi là chiến binh. Đó là cái bản chất của chiến binh từ khi sinh ra. Mọi người có thể comment nhé. Chiến binh tự lập hành vi là những giá trị rất thuần khiết của chiến binh. Đúng rồi ạ. Như vậy, câu hỏi đặt ra tiếp theo là mình sinh ra với cái sự tự lập đấy, với cái hành vi xuất phát từ chính bản thân mình đấy, và mình sinh ra để chiến, thì chiến binh trong thời bình và chiến binh trong thời chiến có gì khác nhau? Có gì khác nhau ạ? Chiến binh trong thời bình và chiến binh trong thời chiến có gì khác nhau ạ? Khi chúng ta đánh trận, khi chúng ta trong chiến tranh thì có phải là chúng ta sử dụng hai yếu tố không ạ? Thứ nhất là chiến thuật. Chúng ta sẽ bài binh là bên kia người ta dùng chiến thuật gì, người ta có bao nhiêu quân, địa hình, đội hình như thế nào. Đúng không ạ? Địa hình và đội hình như thế nào. Và rõ ràng trong chiến tranh chúng ta sẽ sử dụng hai yếu tố là chiến thuật và chiến binh. Chiến thuật và chiến binh. Như vậy thì thiên bẩm của mình, đúng rồi chị Hoàng Anh, thời chiến là được ra trận. Như vậy thì chúng ta hiểu một điều là mình sinh ra là chiến binh thì cái thiên bẩm của mình là không thay đổi. Thiên bẩm, tôi là chiến binh đó, sinh ra thiên bẩm vẫn là chiến binh thôi, không thể thay đổi được. Nhưng cái môi trường để mà tôi thể hiện được mình là chiến binh, là chiến trường, là chiến tranh, nó không còn nữa. Nó không còn nữa, bây giờ là thời bình rồi. Như vậy thì tôi sẽ thay đổi và tôi sẽ thể hiện được mình như thế nào? Đúng không ạ? Ở thời bình thì ngoại cảnh và môi trường nó đã bình ổn rồi, nên chúng ta sẽ không đấu với nhau bằng vũ trang nữa, không cần vũ khí nữa, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái phần chiến binh đi. Trong chiến tranh có chiến thuật và chiến binh, như vậy chúng ta sẽ bỏ cái phần đấu tranh vũ trang và vũ khí đi, thì chúng ta sẽ còn lại cái gì ạ? Chúng ta sẽ dùng cái gì để chiến với nhau ở trong thời bình này ạ? Thu Trang comment rất là nhanh nhá, là tư duy. Đúng không ạ? Có chiến binh và có chiến thuật. Bây giờ mình không đánh với nhau bằng vũ trang và vũ khí thì mình sẽ đấu với nhau bằng chiến thuật. Chính xác chị Hoàng Anh nhá, mình sẽ đấu với nhau bằng chiến thuật. Như vậy thì trong thời bình, với sinh ra với vị thế thượng phong, để chúng ta giữ được bản chất, giữ được thiên bẩm của mình là chiến binh, thì chúng ta sẽ đấu trí. Chúng ta sẽ đấu trí với nhau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng chiến thuật với nhau. Đúng rồi ạ. Cho nên khi mình có một đứa con là đại bàng chẳng hạn, và mình cũng là đại bàng, mình thượng phong lớn và thượng phong nhỏ, và chúng ta dùng gọi là dùng vũ lực đàn áp, thì nó có hiệu quả nữa không ạ? Không hề, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy điều này rất rõ. Như vậy chúng ta sẽ cần dùng chiến thuật giữa hai thượng phong với nhau, dùng chiến thuật. Mình sẽ áp dụng cái này vào trong việc dạy con, là muốn dạy được con thì mình phải hơn con một cái đầu. Mình phải dùng trí để mình đấu với trí. Mình là thượng phong lớn thì dùng trí lớn để đấu với trí của thượng phong nhỏ. Cho nên đối với thượng phong, đòn roi không làm nên nhân cách của đại bàng, đúng không ạ? Vì tôi đâu có cần chiến nữa, tôi đâu có cần chiến, tôi đâu có cần dùng cái cơ thể này, đâu có cần dùng vũ khí, vũ trang để tôi chiến nữa. Thời này tôi chiến bằng cái đầu, tôi chiến bằng cái trí, chiến bằng cái tư duy. Đó chính là con đường để mà thượng phong giữ được mình trong thời bình. Mọi người nhá, đó chính là con đường để giữ được cái giá trị thuần khiết của thượng phong trong thời bình, là chúng ta sẽ chiến bằng tư duy, đấu với nhau bằng đấu trí. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ comment cái ý thứ hai là thượng phong, thời bình, đấu trí. Như vậy thì để rõ ràng chúng ta thấy là gì? Dạy một thượng phong nhỏ thì không phải là đầu tư vào con mà đầu tư vào chúng ta.
mới là chính sách khôn ngoan, mới là một cái chiến lược khôn ngoan để mình nâng tầm cái trí của mình lên. Chính xác rồi, đòn roi không làm nên nhân cách đại bàng, chịu anh Nguyễn nha. Chúng ta nâng tầm cái trí của mình lên thì mình sẽ đấu được cái trí đối với đại bàng con, thậm chí cả đối với những đại bàng xung quanh chúng ta cũng vậy. Đấu với nhau bằng trí thôi mới là chiến lược khôn ngoan nhất của đại bàng. Đúng rồi, thượng phong thời bệnh là đấu trí. Chính xác. Và như vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái nhóm mà trước giờ mọi người vẫn gọi là đại bàng chúa. Thì chúng ta sẽ gọi nhóm này bằng một cái tên trừu tượng hóa và đẹp đẽ hơn, thể hiện được rất rõ những giá trị của nhóm này, nhóm đại bàng chúa này, thì chúng ta sẽ gọi là thượng phong kim. Mọi người có thể comment xuống nhé. Đây là nhóm thượng phong kim, là nhóm thượng phong đầu tiên mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn trong chuỗi livestream về thượng phong vân tay. Mọi người hãy comment để mình nhớ được tên của nhóm đầu tiên nhá, thượng phong kim. Đúng rồi chị Hoàng Anh, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thượng phong kim. Để cắt nghĩa một chút, chữ thượng phong thì lúc nãy chúng ta đã giải thích rồi, là người ở thế phía trên và là chiến binh và là đại bàng, đúng không ạ? Thì chữ kim trong tiếng Hán, nếu bạn nào ở đây có học tiếng Trung thì sẽ biết chữ kim có 3 tầng nghĩa. Thứ nhất là hiện tại, kim là hiện tại nhá, kim là hiện tại. Và thứ hai là chữ kim trong tiền bạc. Và thứ ba là chữ kim trong kim loại. Thì ở đây mình sẽ hiểu là kim ở trong kiếm chẳng hạn. Thì mình sẽ có 3 giá trị chữ kim, tầng 3 tầng ý nghĩa của chữ kim ở trong thượng phong kim. Thứ nhất là hiện tại, kim là hiện tại. Thứ hai là tiền bạc. Và thứ ba là kim trong kim loại, kim trong kiếm, kim trong chiến đấu chẳng hạn. Và chúng ta sẽ cụ thể hóa những cái ba cái tầng ý nghĩa này của chữ kim thành ba chữ thời. Hiện tại là thời điểm, tiền là thời cơ, và kiếm là thời cuộc. Đúng rồi ạ. Như vậy thì để nói về thượng phong kim, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ ba chữ thời của thượng phong kim là thời điểm, thời cơ và thời cuộc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy một thượng phong kim cực kỳ thực tế, nói chuyện ra là sặc mùi tiền, nói chuyện ra là rất sòng phẳng. Tôi làm cái này cho anh thì tôi được cái gì, đúng không ạ? Tôi làm cái này cho anh thì giá trị tôi nhận được là bao nhiêu. Mà luôn luôn thấy người ta làm mọi việc động cơ đều thấy sặc mùi tiền ở trong đó, người ta muốn kiếm tiền và người ta cực kỳ thực tế, đúng không ạ? Thời điểm, thời cơ và thời cuộc. Cho nên thượng phong kim là một nhóm tùy theo thời cuộc mà chọn công cụ để thể hiện bản thân mình. Rõ ràng đại bàng một tâm là hướng mục tiêu. Nhưng nếu chúng ta nhìn bề ngoài, nhìn bằng con mắt bình thường và quan sát những hành động của người đó, chúng ta sẽ thấy là tại sao đã là đại bàng một tâm mà hay thay đổi. Bao nhiêu đại bàng một tâm trải qua cực kỳ nhiều nghề nghiệp, từ làm bảo hiểm, xong chuyển qua làm ngân hàng, xong rồi làm đủ thứ nghề hết, cuối cùng cũng đến với sinh trắc vân tay, đúng không ạ? Rõ ràng họ là đại bàng một tâm, nhưng chúng ta thấy họ đổi liên tục là và nói chuyện cực kỳ thực tế luôn ấy. Nói chuyện cực kỳ thực tế. Thì nếu chúng ta nhìn bằng đôi mắt, con mắt thường của mình thôi, chúng ta sẽ không nhận thấy được nguyên nhân gốc rễ sâu xa vấn đề từ đâu. Và khi chúng ta nhìn vào ba chữ thời điểm, thời cơ và thời cuộc, chúng ta sẽ thấy được là đại bàng một tâm sống trọn vẹn ở từng thời điểm, sống rất trọn vẹn ở từng thời điểm. Người ta làm ngân hàng thì người ta toàn tâm toàn ý đóng góp cho cái công việc mà người ta đang làm. Người ta chuyển qua ngành bảo hiểm thì người ta sẽ toàn tâm toàn ý làm trong ngành bảo hiểm. Và khi người ta chuyển sang làm sinh trắc vân tay, người ta cũng toàn tâm toàn ý làm trong ngành sinh trắc vân tay, đúng không ạ? Mỗi thời điểm một mục tiêu. Và khi thời cuộc, khi thị trường thay đổi, thì đại bàng một tâm là nhóm cảm biến và chuyển mình sang một mục tiêu khác rất nhanh và sống trọn vẹn với mục tiêu đó, đúng không ạ?
cho nên là yêu cầu đại bàng một tâm là nhóm thượng phong kim mà sống một cuộc sống từ y chang nhau, trong khi thị trường thì luôn luôn thay đổi, và thượng phong kim mà yêu cầu sống một cuộc sống từ ngày này qua ngày khác, từ ngày này qua ngày khác, có chán đối với thượng phong kim không ạ? Cực kỳ chán đúng không ạ? Đúng rồi, cho nên đối với thượng phong kim chúng ta cần có một góc nhìn trung dung hơn. Trung dung hơn là người ta lựa chọn thời điểm, người ta lựa chọn thời cuộc, người ta cảm biến thời cuộc và chọn thời cơ để người ta chuyển mình. Vì tôi là chiến binh mà, đời cần gì, ok tôi sẽ đánh chỗ đấy. Người ta dùng trí mà, đúng không ạ? Người ta dùng trí mà, cho nên rất nhanh để nhìn ra thời cuộc đang thay đổi rồi. Thị trường đang cần như thế này nè, thị trường đang cần như thế này. Đúng không ạ? Thị trường đang cần như thế này, và tôi sẽ dùng cái kiếm của mình, cái kiếm của mình để tôi bắt đầu tôi chuyển sang đấu trí trong một lĩnh vực khác mà thời cuộc đang cần. Thì trong nhóm thượng phong kim này chúng ta sẽ thấy có những chủ vân tay như là WT, WS, WTE, WSE. Đúng không ạ? Đều chuyển biến mình theo thời cuộc, và chúng ta sẽ luôn ghi nhớ ba chữ thời của thượng phong kim là thời điểm, thời cơ và thời cuộc. Mọi người có thể comment ba chữ này xuống nhé. Thời điểm, thời cơ và thời cuộc. À đúng rồi, cô Yến ơi, cô Yến có thể kiểm tra lại cái loa của mình để cô Yến có thể nghe được rõ hơn nha. Đúng rồi ạ, chọn thời cơ phải đúng thời cuộc để chuyển mình. Và nhóm TS, nhóm thượng phong kim là một nhóm một khi đã nhận ra được thời cuộc thay đổi, thời cơ của mình đã đến và đây là thời điểm để tôi chuyển mục tiêu, tôi chuyển mình, thì thượng phong kim là một nhóm tiên phong và chuyển rất nhanh. Chính vì vậy người ta luôn ở thế thượng, vì người ta đi trước mà. Và những bạn thượng phong kim ở trong đây có thấy mình trong câu chuyện không ạ? Có thấy mình là người cảm biến thời cuộc không ạ? Và luôn luôn ghi nhớ ba chữ thời này của mình mọi người nhé. Thời điểm, thời cơ, thời cuộc. Và đối với thượng phong kim rõ ràng là tự lập và hành vi. Khi biết mình là thượng phong kim, biết mình là thượng phong kim thì phải sống đúng cuộc đời của thượng phong kim, sống đúng cuộc đời của một chiến binh trong thời bình. Mọi hành vi của mình đều tạo ra giá trị và nó xuất phát từ sự tự lập. Nó xuất phát từ sự tự lập của chính mình. Nếu mình đang mang vân tay thượng phong kim nhưng không sống một cuộc đời tự lập, không sống một cuộc đời ở một cái thế thượng phong là trên vạn người và dưới một người, thì các bạn có đang trăn trở không ạ? Có đang trăn trở cuộc sống này, cái áo này có phải là cái áo của mình không? Mình là thượng phong kim thì phải ở thế thượng. Mình là thượng phong kim thì mình là chiến binh. Và chiến binh trong thời bình thì mình phải chiến theo cách của thời bình là đấu trí. Và mình sinh ra với sứ mệnh là chiến binh thì sống đúng chiến binh. Không có chiến binh nào mà ở nhà và khép đôi cánh của mình lại, khép đôi cánh của mình lại và bắt đầu để cho những người khác quyết định hành vi của mình, quyết định con đường mình sẽ đi, quyết định cái cách mình sẽ đấu trí và cả để cho người ta áp mình vào cái thời cuộc. Đúng không ạ? Mình là chiến binh, mình cảm biến thời cuộc thì mình phải là người đi trước đón đầu. Đúng rồi, mình phải là người đi trước đón đầu. Còn nếu đã mang bộ vân tay của thượng phong kim thì phải rất trăn trở về điều này. Sứ mệnh tôi sinh ra trong cuộc đời là để làm gì? Trời sinh ra cho mình một cái đầu của thượng phong. Sinh ra cho mình một, đúng rồi Trang, sinh ra cho mình một cái đầu của thượng phong thì không phải để mình đi bộ. Mà rõ ràng là mình sinh ra vì một sứ mệnh và một tầm nhìn lớn hơn. Vì một con đường, một sứ mệnh của chiến binh mà mình cần phải đi.
đúng không ạ? Cho nên đối với Trang thì cũng là một bộ vân tay của Thượng Phong Kim, thì Trang luôn trăn trở là nếu mà còn một ngày duy nhất để sống thì vì cuộc đời là vô thường mà mình sẽ không biết ngày mai cái gì sẽ xảy ra hết, đúng không ạ? Thì nếu mà chỉ còn một ngày để sống hôm nay thì nếu ngày mai mình rời đi, mình để lại gì cho đời, mình có đang sống đúng là Thượng Phong hay không? Hay nếu đột ngột mình rời đi, nhìn lại cả một quãng đường còn lại của mình sống như một con gà đi bộ, không để lại một cái gì cho đời hết, đúng không ạ? Và phải luôn 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 xác định câu hỏi đó trong đầu, đó rằng là khi mà biết mình là Thượng Phong Kim á, thì gần như là Trang rất là trăn trở đối với câu hỏi đấy. Mình sinh ra với một sứ mệnh và thời cuộc này cần mình, xã hội này cần mình, mà mình ở trong nhà, mình không thực hiện vai trò của một chiến binh để phụng sự, để hy sinh, để trao đi những giá trị do chính bản thân mình trao ra. Thì đó là một câu hỏi mà luôn luôn trăn trở. Cho nên là những Thượng Phong Kim mà đang sống một cuộc đời của riêng mình, đang dùng cái tài hoa mà cuộc đời cho mình, một cái tài hoa mà cuộc đời ban cho chiến binh, ban cho Thượng Phong, mà chỉ để dùng cái tài hoa đó để phục vụ cho mình, một mình mà không bước đi trên con đường của chiến binh để phụng sự và hy sinh, thì luôn luôn hôm nay nè, hết livestream này hãy tự đặt câu hỏi cho mình đi. Nếu ngày mai mình rời đi, mình để lại gì cho đời? Mọi người nhé. À rồi, thì phần livestream ngày hôm nay thì mọi người có đặt câu hỏi gì thêm không ạ? Mọi người có thể comment câu hỏi ở phía dưới nhé. Cho nên mình nhìn ở một góc nhìn rất khác ấy, thì Thượng Phong Kim chỉ chịu khổ khi mà mình muốn khổ thôi. Chỉ chịu khổ khi mình muốn khổ, và mình lao động chỉ khi mình muốn lao động. Thì mọi động cơ động lực phải xuất phát từ mình. Mọi động cơ động lực phải xuất phát từ mình, và mình muốn để lại cái gì cho đời. Nếu ngày mai rời đi, mình sẽ để lại gì cho đời? Đúng rồi, chúng ta sinh ra là để phụng sự. Cho nên đừng nhìn Thượng Phong vân tay mà nghĩ là trời ơi, người này tài hoa quá, người ta sung sướng quá, ước gì mình có Thượng Phong vân tay. Thượng Phong vân tay sinh ra là để phụng sự, mọi người nhớ, sinh ra là để phụng sự. Thượng Phong Kim ký hiệu là gì ạ? IB Châu Dương ơi, Thượng Phong Kim là nói đến nhóm đại bàng WT, WS, WST, WTE và WSE. Những nhóm này chúng ta sẽ gọi chung là Thượng Phong Kim. Đúng rồi, mình sinh ra là để phụng sự thì phải xác định con đường mình đi phụng sự là như thế nào. Còn nếu đã sinh ra một thân tài hoa mà chỉ phục vụ cho chính mình, chỉ phục vụ cho bản thân mình, thì rõ ràng là mình đã không còn giữ được giá trị thuần khiết của Thượng Phong Kim nữa. Chị Hoàng Anh có comment là những cái ký hiệu của chủng vân tay Thượng Phong Kim này, WT, WS, WTE, WSE, còn WST nữa nha chị ơi. Thu Trang, WT, WS ngón cái. Rồi đã phụng sự chưa? Hay là vẫn còn trên núi tu? Đi tìm sự thông thái bình an hả? Thông thái bình an của Thượng Phong Kim có phải là đi tu không? Có phải là lên núi tu không?
cảm ơn chị Oanh Nguyễn. Chị Oanh Nguyễn đã comment lại đúng 5 ký hiệu của Thượng Phong Kim chị nhá. Đúng rồi ạ. Phong thái bình an của Thượng Phong Kim, như 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 mình đã nói từ trước tới giờ đúng không, là đấu trí. Như vậy thì tôi cảm thấy tôi ở thế thượng phong khi mà cái trí của tôi được thể hiện, cái trí của tôi được nhiều người tán thưởng, cái trí của tôi được nhiều người ủng hộ. Ừ, thì nó mới là cái thế thượng phong, vì mình sinh ra là thượng phong, là chiến binh mà, phải sống như chiến binh đúng không ạ? Rồi, mọi người có thể comment lại ba chữ thời của Thượng Phong Kim là thời điểm, thời cơ và thời cuộc. Ừ, và nếu chúng ta không có câu hỏi nào thêm thì chúng ta có thể kết thúc buổi livestream của mình ngày hôm nay nhé. Ừ, mình có thể comment thời điểm, thời cơ và thời cuộc. Thì chúng ta đã đi xong những cái chia sẻ, những cái góc nhìn mới về nhóm Vân Tây Thượng Phong Kim, là người anh đầu đàn, người anh cả đầu đàn trong nhà Thượng Phong Vân Tây. Thì trong những buổi livestream tiếp theo thì Trang sẽ chia sẻ thêm về những nhóm Thượng Phong còn lại với những cái tên được trừu tượng hóa cũng rất là hay. Mọi người có thể đoán từ bây giờ chẳng hạn xem là những nhóm Thượng Phong tiếp theo xuất hiện sẽ là nhóm Thượng Phong nào. Còn đối với Thượng Phong Kim là cảm biến thời cuộc, nhìn thấy thời cơ và đây là thời điểm chuyển mình. Nha, cảm ơn tất cả mọi người.